Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mạng nhật tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 26 tháng 8 năm 2024, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến đủ loại, rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Từ những mặt hàng kg rất là nhiều, những dòng hàng lan thuần sẽ cho hoa xuân, hoa Tết với giá vô cùng là yêu thương và rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng ạ. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện, nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú ý chị đó là dòng giáng hương quế tím trước ạ. Riêng cái dòng quế tím thì hàng vừa về vừa khai thác thôi, nhưng mà cô chú ý chị có thể thấy là nó vẫn có những cái lá, nó gọi là kiểu như là lá già lá vàng bên dưới ấy, cô chú ý chị đó, cái màu sắc lá của nó như thế rồi. Một cái dòng lan mà hoa cực kỳ là thơm, dễ thuần dễ chăm, và chỉ cần một nhánh thôi là khi mà nó nở hoa thì cũng rất là đẹp như này rồi cô chú ý chị nhỉ. Đó, cây quế tím ạ, hoa rất là đẹp luôn và thơm nhé cô chú ý chị nhé. Thì cái dòng giáng hương quế tím này em xin phép chỉ bán với giá có 130 một kg thôi cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Riêng dòng quế tím này thì hàng khi mà đã lên chậu thuần rồi, chậu khoảng tầm 3 cây cũng đã hơn 100.000 rồi. Cô chú anh chị mình có thể tự sưu tầm mua khoảng tầm 0,3 là mình đã có giò lan quế tím rất là đẹp để mà thưởng thức cho sân vườn của nhà mình rồi nhá. Sưu tầm cho bộ sưu tầm của những cây lan sân vườn mình rồi. Sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương đuôi sóc ạ. Những cây giáng hương đuôi sóc hàng lá xếp rất là đẹp như vậy. Đó, thân lá căng mướt rất là xinh luôn. Và cái dòng giáng hương đuôi sóc này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 120 một kg thôi. Và em bán cũng bán ngay từ 0,3 kg thôi. Bán ngay từ 0,3 kg, tức là hơn 30.000 thôi. Và cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái giò đuôi sóc đẹp rồi đúng không ạ? Và tiếp sau này đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan giáng hương đuôi chồn ạ. Cây đều tăm tắp luôn, hàng từ tầm trung trở lên. Đó, cây gọi là đủ trưởng thành để cô chú anh chị mình có thể có những giò lan rất là đẹp để mà thưởng thức hoa xuân luôn ạ. Cô chú anh chị, cây vừa tầm ghép luôn nhé. Giá thì chỉ có giá là 160 1 kg thôi, hàng tươi roi rói luôn cô chú anh chị này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hàng cắt tỉa rất là kỹ và sạch sẽ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những cái rề vừa xinh vừa tầm ghép rất là đẹp như này. Thì cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này xin phép em bán chỉ có 130 1 kg thôi. 130 thôi, nửa kg mà 65.000 là cô chú anh chị mình sở hữu những dòng hoàng lạp rất là to và đẹp rồi. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng giáng hương tam bảo sắc ạ. Một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc là cũng không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình đâu cô chú anh chị này. Hàng tuyển chọn đẹp từng cây một luôn ạ cô chú anh chị. Đẹp từng cây một luôn nhé. Cái hàng bản lá to, lá ngắn và hàng lá xếp. Cây rất là dài và đẹp như thế này thì đến mùa hoa mỗi cây phải tầm cho từ 2 cho đến 3 vòi bông. Mà chỉ cần ghép những cây này thôi là mới ghép thôi là cũng đã có những tác phẩm rất là đẹp rồi ạ. Hàng tam bảo sắc ạ. Lá ngắn bản lá dày nhá. Và giá ở đây chỉ có giá 160 cho 1 kg. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc ạ, 160 1 kg nhé cô chú anh chị nhá. Tuyển chọn từng cây một luôn. Và sang bên này đây thì em có 2 cái lô kiều vuông cánh trắng. Cái hình này gọi là hình số 2 đấy ạ. Hình này em đang để giá có 80.000. Cô chú anh chị có thể làm một cái giò rất là to rồi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3, hình này em bán 80.000. Và hình số 1, hình này cũng là nguyên hai rề to này cô chú anh chị này. Kể cả những cái thân mà không có lá nó vẫn trong hoa bình thường, bán cũng 80.000. Đặc biệt ạ, một cái lô đai châu rừng bắp trụ, hàng phải nói là siêu vip, siêu khủng luôn nhé, chú ý chị nhé. Bình thường thì những cây nhỏ thì đã đổi là có đã rất là khó mà giữ được cái lá rồi. Còn cái lô hàng này thì cô chú ý chị có thể thấy là hàng siêu khủng, cực kỳ là vip. Đó, một để mà có được một cái cây châu to như thế này thì nhà vườn người ta phải chăm sóc trong cái thời gian rất là dài. Và đặc biệt là những cây to mà lại không bị lỗi như vậy là những cái hàng tuyển chọn rất là kỹ luôn đấy cô chú anh chị nhá. Mỗi cây như thế này thì đến mùa hoa chắc phải tầm có ít nhất là 2 cái vòi bông cho đến 3 vòi bông trở lên ạ. Và 1 kg châu rừng bắc trụ này xin phép em bán chỉ có giá là 270.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Chỉ cần sở hữu một cây thôi cũng đủ đẹp lắm luôn rồi ạ cô chú anh chị. Một cây thôi lên giò cũng quá đẹp rồi. Bởi vì một cây khi mà đến Tết nó có thể cho từ 2 cho đến 3 vòi bông là rất là to luôn mà. Cây to thì cái vòi hoa của nó sẽ to nhé cô chú anh chị nhé. Và hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Em có một số hình cô chú anh chị mình lựa chọn ngay ở đây này. Đó. Hình này em gọi là cái hình số 5 ạ.
hình số 5, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái 8 lá hai bên xòe ra có độ rộng của nó, mỗi một bên lá phải tầm 3 trên 30 cm. Cây rất là to luôn đấy cô chú anh chị, hàng lá mít to xếp đẹp như thế này. Thì cái cây này em xin phép được bán với giá sẽ là 150.000 nhá, cây này nhá cô chú anh chị nhá. Cây này xin phép được bán là 150.000 ạ, gọi là hình số 5 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 đây. Đó, cây như thế này cô chú anh chị trồng vào chậu đi, không bao giờ giá dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ. Riêng những cây như thế này trồng vào chậu ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Và riêng cây đai châu này nó rất là dễ thuần, dễ chăm, nên cô chú anh chị mình không cần thiết phải mua cái hàng đã thuần sẵn để làm cái gì. Đấy, một cặp đôi hai cây. Đó, cặp đôi hai cây hàng bản lá mít đẹp dày cộp như thế này. Cái bản lá này phải đạt đến 8-9 cm ạ. Bản lá mít rất là đẹp, cặp đôi hai cây to đẹp này. Xin phép em được bán với giá là 250.000 cho cặp đôi này nhé cô chú anh chị nhé. 250.000 để cô chú anh chị có một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này, cũng là một cặp đôi hai cây. Đó, nhiều cặp lá và cũng đẹp như vậy, và hình này em bán 250.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 ạ. Một cái cây mà quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Lá xếp cân đối hai bên, xòe hai bên, bản lá to cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Đó, cây châu to như thế này này. Đó, cô chú anh chị thấy này. Nhìn đứng nó lên cực kỳ là VIP luôn. Cây này em xin phép được bán với giá sẽ là 190.000 cho cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 60, hình số 9. Hình số 9 này thì em cũng bán với giá cây này là 100. Cây này cũng sẽ là 200.000 nữa cô chú anh chị nhá. Cây này sẽ là 200.000. Dạ. Sang bên này đây thì em có duy nhất một cái hình hoàng nhạn thôi, hoàng nhạn tháng 4, duy nhất một hình này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hàng bắp rừng mà cô chú anh chị thấy là đây, mít cực kỳ là đẹp luôn này. Hai cây này, ba một hai cây rất là đẹp này. Cặp đôi hai cây này. Ồ cái chỗ này cây này hơi là vàng một chút. Mà cây này đẹp. Đẹp bị gãy mất ngọn này. Ồ bị lỗi mất ngọn nhưng mà rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Ba cây này thôi, ba cây này em để giá là 50.000, không phải ba cây mà cả lô này em để giá 50.000 luôn cô chú anh chị ạ. 50.000 cho luôn cho cả lô này nhá. Dạ, sang bên này đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những hình kiều dẹt. Hôm nay em có duy nhất 4 hình kiều dẹt thôi. Với dòng lan mà không phải lúc nào cũng có đâu cô chú anh chị ạ. Thỉnh thoảng mới có hàng luôn. Mệnh danh là nữ hoàng của các dòng lan. Nữ hoàng của các dòng lan cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan mà coi là nữ hoàng của dòng lan kiều đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây kiều. Cái dòng kiều này thì lá nó rất là mỏng nên là khi mà vận chuyển đến nơi cô chú anh chị là có thể vàng một chút xíu. Tuy nhiên thì cái thân này, quan trọng là cái thân này rất là khỏe như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Thân mập khỏe là được ạ. Và cái hình này em gọi là cái hình số 4 đây. Hình số 4 này em xin phép được bán cả cái hình này với giá chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. 100.000 thôi ạ. 100.000 là cô chú anh chị sở hữu một giò kiều dẹt xinh đẹp rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình này em bán có 70.000 thôi này cô chú anh chị này. 70.000 thôi nhá. Để cô chú anh chị sưu tầm đấy ạ. Đấy, một cái dòng lan kiều rất là quý và rất là hiếm. Mà giá chỉ có từ 70.000 đã có ngay cái giò lan kiều dẹt rồi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Cái hình số 2 này thì em xin phép được bán với giá sẽ là 150.000 này. 150.000 cái hình này thì thân mập to hơn nhé cô chú anh chị nhá. Thân mập to hơn. Đó, cái chỗ này có 3 rề. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 1. Hình số 1 này em bán hình này với giá là 130.000 đây cô chú anh chị. Đây 130.000 cho cả lô như thế này. Một giò to đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô Mokara. Cái dòng lan Mokara này thì là một cái dòng lan mà người ta cắt hoa, cắt cành hoa để mà có thể trồng ra những cái tác phẩm phải nói siêu đẹp như thế này này cô chú anh chị. Dễ thuần, dễ chăm, dễ cho hoa và cho hoa quanh năm luôn ý. Nên là người ta còn cắt cành, cắt hoa để mà bán ý cô chú anh chị. Hoa rất là đẹp và cực kỳ là bền hoa nhé, cái dòng Mokara này này. Thì ở đây thì em đang có những cây để mà giao lưu với cô chú anh chị. Và ở đây em đang có 3 màu sắc, đó là màu vàng, màu đỏ và màu tím đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, màu tím đỏ cô chú anh chị nhìn cái màu sâu bên trong đi ạ. Đấy, màu vàng, màu đỏ và màu tím đỏ. Màu vàng, màu vàng. Đấy, có 3 màu sắc nhé cô chú anh chị nhé. Thì mỗi một cái cây lan Mokara như vậy, chiều cao sẽ rơi từ ít nhất là 40 phân trở lên. Và em có 3 màu sắc cô chú anh chị mình lựa chọn. Và em sẽ bán với giá là 45.000 một cây nhé cô chú anh chị nhé. 45.000 một cây Mokara. Cô chú anh chị có thể lấy 3 màu sắc để trồng làm một chậu cũng được. Hoặc là cô chú anh chị thích lấy riêng màu cũng được nhé. Có 3 màu sắc như vậy. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan đai châu trắng, hàng lá mít rất là đẹp luôn. Cây rơi từ ít nhất là 4 cặp lá trở lên. Dòng châu trắng hoa vô cùng là thơm. Dòng châu trắng hàng chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé. Cho cô chú anh chị nào thích những cây lan màu trắng đây ạ. Và một cái cây châu trắng rơi ít nhất là 4 cặp lá, hàng vừa về, rất là đẹp như thế này.
Em chỉ bán có 100.000 cho một chậu châu trắng này thôi cô chú anh chị ạ. 100.000 cho một cái châu trắng này thôi. Những cái cây này thì năm ngoái đã cho hoa hết rồi, nên là chắc chắn rằng năm nay cô chú anh chị được thưởng thức những bông hoa rất là đẹp. Đây cô chú anh chị có thể nhìn cần hoa cũ của nó. Cây cứng cáp nhiều năm tuổi và đã cho hoa rất là đẹp rồi. Và tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hồ điệp. Đầu tiên sẽ là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy là những cái lá cực kỳ là căng mướt và đẹp luôn. Cái dòng lan hồ điệp này, phải lá biên này phải nói là một cái dòng lan hoàn hảo, một cái sự cho cái sự kết hợp hoàn hảo tuyệt vời nhất giữa sắc đẹp của bông hoa thân lá. Cây sẽ rơi ít nhất là hai vòi bông nhé cô chú anh chị nhé. Đó, cây như em đang hình giới thiệu với đến cô chú anh chị này. Và một cái cây lan hồ điệp lá biên, lá phát tài, đẹp, khỏe như vậy và đang có ít nhất từ 2 ngồng hoa trở lên. Em đang để giá chỉ có 50.000 cho một cây thôi ạ. 50.000 một cây thôi cô chú anh chị nhé. Và với một cây hai vòi bông, cô chú anh chị có thể cho vào một cái lọ xinh đẹp, thưởng thức hoa trong vòng hơn 2 tháng. Chỉ cần một cây thôi cũng đủ đẹp rồi đấy ạ cô chú anh chị. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng với sắc hoa đỏ, và nó là một trong những cây lan bền nhất trong tất cả những cái dòng lan hồ điệp đấy ạ cô chú anh chị. Sắc hoa rất là đẹp và cây cũng rơi từ ít nhất là hai vòi bông trở lên đấy ạ. Cái mặt hoa của dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng đây nhá cô chú anh chị nhá. Sắc hoa đỏ hồng rất là đẹp như thế này, siêu bền hoa luôn. Thì một cái cây lan hồ điệp mãn thiên hồng với sắc hoa đỏ cực kỳ là đẹp như vậy em đang bán với giá chỉ có 50.000 cho một cây. Đó, cây từ rơi từ ít nhất là hai ngồng hoa và nhiều cũng khá là nhiều lá, cây đẹp như vậy nhá. Còn đây một cái màu sắc hoa cũng rất là tươi sáng và tuyệt vời luôn, đó là cây hoa màu vàng công chúa và lưỡi đỏ rất là đẹp như này. Sáng và rất là đẹp luôn ạ cô chú anh chị. Cái màu vàng mỗi một người sắc hoa thì có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Riêng hàng dòng hồ điệp một hai bông nở thôi cũng tuyệt vời luôn. Cây rơi từ ít nhất là 2-3 ngồng hoa trở lên đấy ạ. Giá em bán với giá cũng là 50.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng lan cát lai a, dòng lan cát một lá bông đại. Người ta mệnh danh là nữ hoàng của các dòng lan. Mệnh danh là nữ hoàng của các dòng lan. Và một cái chậu lan cát lai a này hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm rất là đẹp này. Một chậu như thế này phải rơi từ ít nhất là 6 cái thân hoa trở lên. Và 6 cái thân có lá trở lên đấy cô chú anh chị. Cái hàng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây, cây này thì khỏe vô cùng luôn, thoải mái cô chú anh chị. Trồng kiểu gì không bao giờ chết được luôn. Nghĩa riêng cái dòng cát này này thì em đang bán với giá chỉ có 85.000 cho một cây cát này thôi cô chú anh chị về. Cô chú anh chị về nhá. Thì để vào một cái chậu khác đi, để vào sang một cái chậu khác đi, và cô chú anh chị bón thêm cho em một ít phân gọi là phân hàm lượng NPK kali cao ấy ạ, thì chắc chắn là sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa đạt đẹp nhất ạ. Và cái hàng này là hàng hoa sổ số với giá xin nhắc lại 85.000 cho một cây thôi. Nó là siêu rẻ luôn cho một cái dòng lan quá là tuyệt vời đẹp như này. Riêng dòng cát thì cô chú anh chị không phải lăn tăn là nó nở hoa màu gì đâu. Đây cô chú anh chị có thể cùng em chiêm ngưỡng một số mặt bông cát đấy ạ. Một số mặt bông cát này. Riêng cái mặt bông nào cũng quá tuyệt vời ấy cô chú anh chị. À, không phải lăn tăn ạ. Ngắm là mê nhá, bông hoa to khổng lồ rất là thơm mà lại cái sắc hoa cũng rất là tuyệt vời như thế này, với giá chỉ có 85.000 cho một chậu cát to và đẹp như vậy nhá. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan nhạn 4N xinh đẹp. Cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cây nhạn 4N không phải bằng một số tiền quá là đắt đỏ, hàng chuẩn nhạn 4N như này với giá chỉ 120.000 thôi cô chú anh chị ạ. Thay vì mua cả tiền triệu cho một cây nhạn 4N thì cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cây nhạn 4N hàng chuẩn chứ không phải là chuẩn 4N đẹp như thế này với giá chỉ 120. Cô chú anh chị hãy lấy cho em cả một cặp hai cây đi ạ. Một cặp hai cây đi thì khi mà nó nở hoa ấy ạ. Khi mà cô chú anh chị trồng lên chậu ạ, chỉ có giá 240 thôi. Và có ngay một cái giò nhạn 4N thỏa mãn đam mê của mình nhá cô chú anh chị nhá. Thì ghép trụ, ghép tác phẩm luôn, thoải mái luôn, hàng quá rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan đen đô xuân. Hàng cực kỳ là VIP, đẹp và rất là thơm. Đấy, một cái dòng hoa trắng không tì vết, siêu bền hoa và thơm nhá. Em bán một cái chậu đen đô xuân và rất là nhiều thân, hơn chục thân trong một giò như thế này. Với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một trong những dòng hoa mà sẽ nở vào thời điểm Tết rất là đẹp. Đó là những cái cây lan năm cánh trắng họng tím cô chú anh chị ạ. Cánh hoa bầu tròn siêu cân đối và đẹp như thế này nhá. Rất là thơm. Đó, hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Đây thì em đang có một số chậu để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn, giá rẻ hết tầm luôn cô chú anh chị.
Hình này gọi là hình 39 này, hàng chuẩn hoa Tết, bây giờ cây đã bắt đầu đi vào thu ngọn rồi, có 120 thôi ạ. Tiếp theo 38 cũng và bán luôn với giá 120, thân dài 60 cm trở lên hết, cứng cáp rất là đẹp như này. Chậu tiếp theo là chậu số 37, 140 này. Chậu à đâu 130 này, chậu số 36 cũng với giá là 130, rơi 5 thân luôn. Và chậu tiếp theo chậu 35, chậu này bán 130 này. Sang bên này đây sẽ là dòng giả Hawaii, chậu hơn cả chục thân trong một giò, khủng đẹp như thế này. Đó, xum xuê đẹp như thế này với giá chỉ 120. Và 120 một giò Hawaii nhé, hoa của nó cũng là dòng hoa nở Tết ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan trầm trắng của chú anh chị ạ. Cái dòng lan trầm đã là trầm thì cực kỳ là thơm rồi, đảm bảo rằng là những cái mùi hương trầm trắng sẽ chinh phục bất cứ một anh chị chơi lan khó tính nào về mùi hương nhất, cô chú ý chị ạ, rất là thơm luôn. Dòng trầm trắng này em bán với giá là 110.000 cho một cái giò lan trầm trắng nhé. Chậu thì rơi từ ít nhất là 5 thân và hàng bọn em bảo hành chuẩn hoa không tì vết, trắng không tì vết nhé cô chú ý chị. Rơi ít nhất là 5 thân trong một giò. Sau bên này đây sẽ là những giò lan sơn thủy tiên ạ. Đó, hàng cân thì như cô chú anh chị thấy rồi, rẻ nhất cũng rơi vào 190 rồi, cô chú anh chị ạ, 190-200 nghìn một cân rồi. Còn đây là cái hàng mà trồng thuần sẵn trong chậu như vậy, rất là nhiều giả hành như này. Em đang để giá có 150 cho một chậu thôi. Tiếp sang bên đây sẽ là những cây lan kiều tím viên tử ạ. Hôm nay thì em đang về một cái lô lan kiều tím viên tử đấy nhá cô chú anh chị nhá, chậu rất là nhiều thân. Đó, và cái dòng lan kiều tím viên tử đây ạ, mặt bông của dòng kiều tím viên tử đây. So với dòng lan kiều tím Thái, mặt hoa đậm đà như thế này, nhưng mà với cái cảm nhận riêng của em thì cái mặt bông kiều tím Thái vẫn, kiều tím yên tử vẫn cứ là hơn cái mặt bông kiều tím yên tử, bởi vì cái vẻ đẹp trong veo, tím và trong veo của nó cô chú anh chị ạ. Đây, kiều tím Thái tím rất là đậm nhưng mà em lại không cảm thấy thích như là cái dòng kiều tím yên tử đây cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử này, hàng hôm nay vừa về, khỏe đẹp như thế này, hàng hôm nay thì cũng sẽ rất là yêu thương cho cô chú anh chị mình. Một chậu kiều tím yên tử như vậy xin phép em được bán với giá là 140.000 cho một giò thôi. Riêng cái hàng này thì đa số nhiều nơi không bán dưới 180 đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, hàng vừa về, hàng rất là khỏe và rất là đẹp như thế này nhá. Em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu lan gọi là đẹp nhất để gửi đến cô chú anh chị. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều vuông lộc bắc ạ. Ngoài chậu lan kiều vuông lộc bắc đó, cô chú anh chị thấy là có cả những thân có lá và những thân không có lá. Thì riêng dòng kiều, ngay cả những thân không có lá thì vẫn cứ cho hoa đẹp mê nhá cô chú anh chị nhá. Với chậu kiều vuông lộc bắc như vậy em đang bán chỉ có 120 một giò thôi. Và sang bên này ạ, là những cái chậu lan năm cánh trắng họng hồng. Như cô chú anh chị biết rồi đấy, riêng cái dòng năm cánh trắng họng hồng thì ngay cả những anh chị chơi lan có thâm niên và khó tính nhất về thưởng thức cái mặt hoa của cái dòng lan ấy, thì năm cánh trắng họng hồng vẫn là một cái lựa chọn để anh chị ấy mua thưởng thức và sưu tầm hoa vừa đẹp và vừa thơm. Một ngày Tết đến xuân về mà có một cái chậu lan tuyệt vời như thế này trưng trong nhà, em nghĩ rằng không điều gì tuyệt vời hơn như thế cô chú anh chị ạ. Mỗi một cây lan nó mang một cái vẻ đẹp riêng ấy ạ. Đó, thì một cái giò lan năm cánh trắng họng hồng, một tác phẩm hơn chục thân trong một giò như vậy, giá chỉ có 140 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những chậu lan giả hạc chớp Mỹ đây ạ. Đây ạ, hoa giả hạc chớp Mỹ đây cô chú anh chị nhá. Mỗi chậu lan giả hạc chớp Mỹ này, hoa hàng không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết luôn ạ. Cái chậu chớp Mỹ này rơi đến 6-7 thân gì đó, giá là 130.000 thôi ạ. Chậu số 34, cái hàng này này, trước đây một thân là 300.000 luôn ấy. Bây giờ cái chậu, cả một cái chậu sum xuê như thế này, ngắm nụ thôi cũng đủ mê chứ chưa nói đến ngắm hoa luôn, sai bông chi chít cô chú anh chị ạ. Cái hình tiếp theo sẽ là hình số 34 này. Cái chậu này em bán có 120 thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm cổ, hay còn gọi là trầm than củi đấy ạ. Thì như em nói với cô chú anh chị rồi, là mỗi một cây lan thì nó mang một cái vẻ đẹp riêng, và riêng dòng trầm cổ này thì không lẫn đi đâu được cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cái thân của nó xoắn đỏ như thế này này, càng già thì sẽ chuyển sang màu xoắn đỏ càng đậm hơn nhé cô chú anh chị nhé. Cây bây giờ đã đứng hết ngọn như thế này rồi, và hàng cây thì lá xếp đẹp tăm tắp như thế này, chậu rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Đó, quá là đẹp luôn. Hôm nay về một cái lô hàng rất là tuyệt vời, cây từ 5 thân trở lên, thân mập nú và đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn thu ngọn rồi. Một cái dòng hoa mà sẽ nở hoa xuân hoa Tết rất là đẹp. Không phải tự dưng người ta gọi nó là cái dòng trầm cổ đâu ạ. Ngoái mặt bông trường tồn theo thời gian luôn, với sắc hoa đỏ thắm, sai bông tự nhiên nhá chú anh chị nhá, cánh sắt bóng rất là đẹp. Em xin phép được bán một cái chậu trầm cổ như thế này với giá chỉ có 130 cho một giò cô chú anh chị ạ. 130 một giò thôi cô chú anh chị nhá. Trước đây tính thân, đếm thân để tính tính tiền theo thân cơ, còn bây giờ là một cái chậu như thế này bằng vài ba bát phở là một cái chậu lan rất là đẹp như vậy rồi đấy ạ. Sang bên đây sẽ là những giò lan giả hạc Pháp này. Những cái chậu lan giả hạc Pháp, những cái bảng giả hạc Pháp rơi từ cả chục thân trong một giò, thân mập nú như vậy.
Mỗi một thân sẽ là một suối hoa luôn đấy cô chú anh chị. Sai bông từ gốc đến ngọn, một dòng lan cũng nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Một bảng giả pháp như vậy giá có 130 thôi ạ. Còn hàng chậu này, đấy, hàng bên này hàng chậu nó sẽ dài hơn nhé cô chú anh chị nhé, cũng rơi khoảng tầm chục thân trong một giò. Em bán là 130, còn hàng bên này là hàng bảng dớn, cũng rất là mập và đẹp thì giá chỉ 101. Cô chú anh chị thích lấy cái loại lan nào cứ báo em nè. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan DH93, hay người ta còn gọi là dòng siêu trầm, mà cô chú anh chị có thể xem những cái phiên live của nhiều nơi người ta đang bán hàng với giá rất là đắt, không bao giờ có những cái giá dưới 200.000 trong một giò luôn ấy cô chú anh chị. Gọi là dòng siêu trầm ạ, à. Cái mặt bông tím đậm vô cùng như thế này và bầu tròn nhá cô chú anh chị nhá, sai bông rất là đẹp nên là người ta còn gọi là siêu trầm nhá cô chú anh chị nhá, dòng DH93. Và ở đây cô chú anh chị có thể cùng em xem những cái chậu trầm DH93 hiện tại. Thân nó có chưa có gọi là chưa đang bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn thôi mà thân đã to hơn cái ngón tay cái của em rồi nhá. Thì cô chú anh chị biết là nó khủng và nó đẹp như thế nào, đẹp cỡ nào ấy cô chú anh chị. Thì cái chậu này em gọi là chậu số 40 này, cô chú anh chị mình có thể sở hữu những siêu phẩm, cái siêu trầm, những cái giò siêu trầm. Cái chậu này có tất cả là 5 thân ạ. Đó, chậu này tất cả là 5 thân nhá cô chú anh chị nhá. Trời ơi cái chậu này mà đèn nở hoa thì chỉ có mê mẩn thôi ạ. Cái giò 46 này em xin phép được bán là 150 thôi cô chú anh chị ạ. 150 cho một giò trầm DH93 46 ạ. Và tiếp theo là giò 4. À đâu, giò này là giò 40 chứ. Rồi tiếp theo sẽ là giò 41 này cô chú anh chị này. Giò này có 3 thân cao và thêm 2 thân thấp bên dưới này. Đấy, cái giò này em xin phép được bán với giá là 140 cô chú anh chị ạ. Thân 3 thân cao phải cao tầm 70 cm nhá. To như cái ngón tay cái của em luôn rồi nha cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 42 ạ. Chậu 42 này đây cô chú anh chị, cũng là 4 thân siêu phẩm, siêu VIP luôn ạ. Chậu này em bán là 140 ạ. Trời ơi, quá là mê luôn đấy cô chú anh chị. Thân này to đùng luôn. Và xay tiếp theo là hình 43 đây ạ. Chậu 43, chậu này cũng là 4 thân. Mỗi thân dài trên trên 40 cm, trên 5 trên 60 cm hết đấy ạ cô chú anh chị. Cũng là 140.000 cho giò này nhá. Và sang hình tiếp theo ạ. Trời ơi, cái cây trầm thôi mà vừa xong mà vừa to vừa khủng như là cái cây mía luôn đấy cô chú anh chị. Cây này có khi dài hơn 1 mét luôn, thân đen chùi chũi như thế này. Đó, dã man luôn đấy cô chú anh chị. Khủng. Chậu này 4 thân, trong đấy có một thân cao đến hơn 1 mét nhá. Và 3 thân thấp hơn, và chậu này em cũng bán là 140 cô chú anh chị ạ. 140 trong giò này ạ. Trời ơi, siêu khủng luôn, hơn 1 mét luôn. Vượt ngực của em luôn đấy. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái chậu số 45 này. Cái chậu 45 này em bán 130, chậu này 3 thân nhá. 3 thân này rơi khoảng tầm 45 cho đến 50 cm đổ lên. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 46 ạ. Chậu 46 này cũng quá là sum suê luôn. Chậu này 7, 8 thân gì đó mà thân cũng rất là mập. Chậu này em bán với giá 150 này cô chú anh chị này. À, tiếp sang bên này đây thì em giới thiệu đến cô chú anh chị là em đang còn có hai chậu địa lan duy nhất thôi. Một cái dòng địa lan mà ở đây nó sẽ cho hai mùa hoa. Mùa hoa Tết mới là mùa hoa chính của nó. Cô chú anh chị ngắm cho em cái bông hoa quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây là dòng lan tiên nữ Đài Bắc nhá. Đẹp như thế này, và không chỉ đẹp đâu mà lại là còn là một cái dòng lan địa lan rất là thơm nữa. Với chậu rất là xum xuê như thế này, hiện tại đang nở hoa và vẫn còn có vài nụ này. Vài nụ như vậy, nhưng mà đặc biệt là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức mùa hoa Tết rất là tuyệt vời từ những chậu lan này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy nó có rất là nhiều mầm tơ như vậy nhá. Chậu này gọi là chậu số 1, em bán 140, chậu số 2 cũng quá là nhiều thân, quá là xum xuê đẹp như thế này. Đó, thì cái chậu này em bán là 140 nhá. Em có hai chậu. Hai chậu, chậu nào cũng đẹp cô chú anh chị ạ. Xum xuê rất là tuyệt vời. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là nó là một số những hình dáng hương đuôi cáo, một số giò lan thuần ở đây. Hình này em gọi là cái hình số 10 này. Hình này là có tất cả 12 cây cáo. Em bán hình này thì giá là 100.000 ạ. 12 cây cáo 100.000 và hình số 11, 21 cây cáo rời với cũng với giá 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 cái giò cáo này thì rất là nhiều cây. Rất là nhiều cây, 2 này, 4 này, 5 này, 6, 7 cây nhá. 7 cây cáo, trong đó có một cây vanda. Và cây này, giò này thì người ta cũng ghép rất là cẩn thận này. Trên cái bảng dớn và để trong chậu cũng rất là cẩn thận kỹ càng. Bảng này, giò này em bán với giá là 150.000 thôi ạ. 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13, cái giò này cũng có tất cả là 2, 4, 2 này, 5 cây, 5 cây cáo cô chú anh chị ạ. Cái giò này em bán cũng với giá là 150 ạ. 150 cho giò cáo này. Đó, tất cả là đều trồng trên những cái bảng gỗ và để trên cái chậu rất là cẩn thận kỹ càng. Và sang hình bên này đây là một cái cây, một cái giò mà có sự kết hợp vừa có một cái cây vanda lá nhăn rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, vanda lá có phần là hơi nhăn rất là đẹp ạ. Đó, và
những cái cây cáo ở bên dưới đó, xếp cái thế em nghĩ rằng là cũng khá là xinh đẹp. 1 này, 2 3 4 5 cây cáo ở dưới và một cái cây vanda mẹ con lá xếp rất là đẹp ở trên nhá. Và cái giò này xin phép em bán với giá là 160.000 cho giò này đấy ạ. 160.000 cho giò này. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan nhạn rừng cô chú anh chị ạ. Những cây lan hoàng nhạn rừng. Và đã được trồng hàng nhạn rừng mà đã được trồng thuần sẵn trong chậu như thế này. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những chậu lan này. Thì ở đây cái chậu này em gọi là chậu số 24 nhá. Chậu này là một cặp đôi hai cây này. Bình thường hàng Bắc thì người ta bán những cái cây mà có khoảng tầm 5 cặp lá như thế trở lên như này. Không ai người ta bán cũng phải rẻ nhất phải tầm 50.000 một cây đúng không ạ? Giò này em xin phép được bán với giá thôi, bán luôn với giá 100.000 đi cô chú anh chị nhá. Chậu này bán 100.000 đi ạ. Trời ơi, rẻ ngang sập sàn luôn ấy. 100.000 cho giò này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 23, giò này có 3 cây ạ. Hình này 3 cây cô chú anh chị, 3 cây, hơi bị vàng lá chân một chút xíu xíu thôi. Đó. Vàng lá chân, vàng cái lá chân một chút xíu thôi. Chậu này em bán là 130. Và sang hình tiếp theo hình 22, cái giò này em bán có 80.000 thôi này. Cây em cắt một lá này và cây bên này thì có một cái lá hơi gập. Chậu này em bán 80.000 thôi nhá. Sang hình tiếp theo hình 21 ạ, chậu này cũng là một cặp đôi hai cây lớn đẹp như này. Chậu này em bán với giá 101 này. Và sang hình tiếp theo hình 20, cái chậu hàng lá mít cặp đôi hai cây, trong đó có một cây hơi lỗi lá một chút xíu ở kia. Chậu này em bán với giá cũng là 101. Và sang hình tiếp theo là hình số 19 ạ. Số 19 đây. Giò 3 cây rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Đó. Hàng cây trồng lâu nên là cũng sẽ có một cái một hai cái lá ở gốc nó vàng một chút xíu như vậy ạ. Thì chậu này em bán với giá 130 nhá. Và sang hình tiếp theo hình 18 này. Chậu 18 đây. Hàng lá mít là ngắn rất là tuyệt vời như thế này. Chậu này em bán với giá cũng là 101 ạ. Lá siêu ngắn luôn đấy cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn, 101. Và sang hình tiếp theo là hình số 17, chậu này 3 cây đấy ạ. 3 cây như vậy ạ. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Đây, cây này thì hơi vàng lá chân một chút chút nhá. Đấy, chậu này em bán với giá luôn 100.000 đi. Và sang hình tiếp theo là hình số 16 ạ. Giò này cũng là 3 cây ạ. 3 cây này em bán là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, giò này cũng là 3 cây nhá. Đó, 3 cây khỏe và khá là to, xếp rụt đẹp như vậy. Cũng bị vàng một ít lá chân thôi. Chậu này em bán với giá là 120.000 ạ. Cái này sẽ là một cái chậu gà trắng cho cô chú anh chị nào đang muốn sưu tầm sở hữu những cây gà trắng này. Em bán một cái chậu gà trắng này, trước đây em mua thân vài trăm nghìn luôn, rất là đắt. Còn bây giờ giao lưu của cô chú anh chị, một cái giò gà trắng thân trong veo đẹp như thế này với giá em đang bán là 160 này. Sau bên này đây là một số những cái cây lan hài cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Cây lan hài Vân Bắc, cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng Vân Bắc, hoa cực kỳ là bền hoa luôn. Đây, vân rất là đẹp, chuẩn Vân Bắc nhá cô chú anh chị nhá. Mỗi cây lan nó mang một vẻ đẹp riêng của chính trị ạ. Riêng cây Vân Bắc này, hàng bên Trung Quốc bán giao xong bên mình ý, chậu một cây đang nở hoa như này bán 180 một cây hàng giao ấy cô chú anh chị. Còn đây em đang sợ giao lưu của cô chú anh chị một chậu hai cây này, to đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này em bán có 180 thôi. Còn bên này là hài hồng, chậu này 3 cây ạ, em bán với giá là 100.000. Và bên này sẽ là hài mốc hồng này, chậu này hài mốc hồng này. Cây rất là xinh, cái chậu này gọi là chậu 27 em bán 100.000. Chậu 26 này, chậu này em bán 90.000 ạ. Bên này đây thì em đang có một số hình điệp tím của vùng Cao Bằng để giao lưu của chú anh chị nhé. Đây, cái chậu này gọi là chậu chậu điệp tím số 32. Thân đen chùi chũi, hàng lá xếp, lá nhựa. Cây này em bán, chậu này em bán 100.000. Cái chậu số 31, chậu này em bán có 60.000 thôi. Chậu 2 thân đến mùa hoa cũng khá là xinh đẹp luôn đấy cô chú anh chị, có 60.000 thôi ạ. Một cái giò thanh đạm sữa đây cô chú anh chị, sum xuê này, sắp sửa đến cái mùa hoa thanh đạm đến nơi rồi ạ. Và cái giò lan thanh đạm sữa này em bán với giá là 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. Xanh mướt luôn ạ. Treo để tạo không gian xanh thôi cũng đủ đẹp. Đến mùa hoa những giò hoa trắng sữa rất là sai bông cũng khá là tuyệt vời. 100.000 cho chậu, 80.000 cho chậu thanh đạm sữa này. Tiếp sau bên này sẽ là những cây địa lan quân tử ạ. Một cây địa lan mà cô chú anh chị có thể trồng để tạo không gian xanh. Và nó là một cái cây lan thanh lọc không khí rất là tuyệt vời, có giá 70.000 cho một cây thôi. Những chậu cây như thế này cô chú anh chị để sang một chậu sứ trắng để trong nhà rất thanh lọc không khí rất là tuyệt vời luôn. Có thể loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại TV luôn đấy cô chú anh chị. Đó, 140.000 cho một có 70.000 một chậu nhá. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số đặc sản miền Cao Bằng nhá. Miến rong phe đén ạ. Từ hoàn toàn từ sợi từ củ rong giềng nguyên chất luôn, trong veo sợi miến rất là ngon. Em đang bán với giá là 100.000 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là miến rong thái tay. Và riêng cái miến rong hàng thái tay này này, đảm bảo cô chú anh chị là ăn một lần cô chú anh chị về cái độ ngon của nó cô chú anh chị không bao giờ quên luôn ạ. Em bán với giá là 80.000 một túi 1 kg nhé.
Sang bên này đây cũng là dòng miến rong. Miến rong này cũng là dòng sợi nhỏ. Đó. Em đang bán cái hàng này thì sợi nhỏ và dài. Em đang bán cái này với giá 8.000 một kg. Sang bên này sẽ là nấm hương rừng với giá là 140.000 một túi một nửa kg. Và chè dây. Rất là nhiều tác dụng tuyệt vời ạ. Tự nhà em sao cô chú anh chị nhá. Với giá là 50.000 cho túi nửa kg ạ. Bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ở đây. Vỏ thông đủ size nhé, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho kg, giớn vụn 40.000 cho 1 kg, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ, hùng nguyễn 25.000 một lọ, 50.000 cho một cặp, atonic 12.000 cho một gói, xúc tai hormone tăng trưởng 50.000, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ và cắt tan đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chùn quế chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp, cái dòng này khẳng định thương hiệu rất là lâu rồi, một túi 1 kg với giá là 35.000. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Và ở đây thì em có thêm cả dòng dây thít để cô chú anh chị có thể ghép lan rất là tiện dụng đấy ạ. Bên này thì em có thêm phân dê. Hàng đã qua xử lý và phân dê này thì cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là dài luôn. Bởi nó tan chậm, cô chú anh chị ạ, đã qua xử lý yên tâm để bón, cô chú anh chị nhá, cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời luôn. Giá em đang bán là 40.000 cho một 18.000 một kg. Sang bên này đây sẽ là dòng tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhá. Một lọ như vậy em đang để giá là 40.000. Và cô chú anh chị biết rồi ạ, từ rất là lâu người ta đã từ rất là xưa rồi, người ta cho những cái cánh hoa hồi vào món ăn. Đến tận bây giờ người ta vẫn cho cánh hoa hồi vào món ăn, vừa tạo hương vị vừa tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe luôn, đúng không ạ? Thì những cái cánh từ những cánh hoa hồi đó hiện tại thì bên em đang chiết xuất ra những cái giọt tinh dầu hồi như thế này, đảm bảo cho cô chú anh chị rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời ạ. Giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát, mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn, với giá 40.000 một lọ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ. Trước khi dừng clip thì em giới thiệu thêm đến cô chú anh chị là một số giò cái hoàng thảo chuỗi ngọc này em đang bán thanh lý xả hàng này. Hình chậu số 1 với giá là 120, chậu số 2 với giá là 130 này. Chậu tiếp theo là chậu số 3 này với giá là 80.000 thôi. Đó.